mới đưa nha. Đâu? Lại chưa là hết chưa? Ừ. Úi rồi ơi, mới có hai mạng. Chào Phương Nguyên, chào Ngân. Chào Thúy Ngân. Ừ. ủa, Ờ ở chỗ Ngân có học online không nhỉ? <laughs> học chỗ Ngân, ở chỗ Ngân có học online chắc cũng có học online ở trường luôn hả? Nhá. Yeah. Giờ đi ừ. Giờ đi toàn học online hết chứ dịch dễ vậy sao à Ngày học 3 tuyết, à, ok hay quá What Toán một tuần có 2 tuyết thôi á Trời, và sao tại đủ trời À tuyết có 60 phút Vậy là 220 120 Nghĩa là Bằng uh, 3 tiết ở đây Gần 3 tiết ở đây 2 tiết 60 phút 1 tiết 30 phút Ủa 2 tiết Trăm hai Trăm hai Trăm rưỡi Trăm rưỡi Vậy là 3 4 tết ở đây gần, gần gần bộ, gần bằng 4 tết ở đây. Sao ít vậy ta? Ít vậy sao tải nổi trời? Ừ. Hết hồn. <laughs> Đúng rồi. Làm sao mà toán ngày học 3 tết được? À, một tuần có 2 tết được. À 2 tới 60 phút. What là sao chẳng hiểu. Một một tuần 2 tết. 2 tới 60 phút. Là sao nghĩa là một một tết 30 phút thôi hả? À? à ừ ừ ừ đúng rồi. Hai test uh, 60 phút ok. What? Trời. Học một tiếng toán trong một tuần hả à? Trời lại mẹ làm sao học nổi ta? Làm sao học học tại nổi lớp 10 ta? Trời lớp 10 nó nhiều như vậy mà học có một học có bằng đó thôi á. À? trời học vậy uh, làm sao học đủ được ghê thật chào bảo nguyên nhé và dạ, hay nhà lớp mình có hai nguyên lực một là nguyên khôi hai là nguyên bảo chào minh mai mốt uh, mai mốt giả uh, dụ như mà uh, cả hai nguyên đều học off uh, ở chỗ thầy thì uh, xin xin được phép uh, gọi bảo nguyên là bảo và uh, được phép gọi khôi nguyên là khôi nhé <laughs> ok không nhỉ trôi hay nhỉ ủa vậy uh, vậy uh, mấy 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 bạn ở sài gòn mấy bạn ba... à chào huân uh, mấy bạn ở sài gòn thế uh... nào nhỉ mấy bạn ở sài gòn một một tuần có bao nhiêu tiết toán online nhỉ 5 tết đâu? Mấy đứa có 5 tết một tuần là toán online không? 4 tết. À, 4 tết 4 tết mà nhân cho 40 phút đi là 160. À, vậy 3 đại một hình ok. 3 đại một hình ok. 4 tết là 160 hả? 4 tết bốn tiết trời học ít thân mình đó à ok hiểu rồi ok lên phiên lên phiên hiểu trời học hết thân mình đó mình 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 một ngày mình học tiếng rưỡi nghĩa là hai tiết hai tiết mà nhân ba là sáu tiết <laughs> trời tao tao cảm thấy là tao dạy tao bao nhiều quá <laughs> dạy nhiều quá tao cảm thấy là tao dạy tao bay nhiều quá chào à, chào minh anh học có thấy là nó 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 nó, nó thiếu không mình. à Mấy đứa học toán ở trên trường học học 4 tết một tuần có thấy thiếu không? Tao thấy thì thiếu rồi đó. Nhưng mà tất nhiên là thiếu là đối với à cái thứ mà mấy đứa à, cái thứ mà mấy đứa sẽ học khi mà tao dạy. Hiểu không nha? Còn là trên trường dạy không biết ở trên trường dạy thì có thể là sẽ rút ngắn lại rút ngắn cái 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 cái, uh, cái, uh, cái chương trình lại rút gọn chương trình lại chẳng biết được tùy trường nữa đúng rồi tùy trường thậm chí là tùy quận tùy huyện có em học đang hiệu mà sang bên trước nghe dạng lú luôn rối lắm à ok Ừ Chỉ là sao đang học. Thật có nghĩa là đang đang học ở bên đây. hiểu xong rồi coi bên trường lú. <laughs> hay ước vậy. Chỗ nào chỗ nào lú? Lú chỗ nào? Lú chỗ uh, giao hợp hiệu à? hay sao? Thường thường là lú lú mấy chỗ giao hợp hiệu tại vì uh, cái giao hợp hiệu là mỗi thậm chí là mỗi giáo viên sẽ có những cái cách giao hợp hiệu khác nhau, thậm chí là như vậy. À, tại vì đơn giản là người ta đề ra cái phương pháp của riêng người ta Đó biết ngay mà đúng không Hiểu Ô lại mẹ dạy thêm trắc nghiệm á Dạy thêm trắc nghiệm thì thật sự là Không đủ giờ mà dạy nếu mà dạy thêm trắc nghiệm phải dạy thêm một một ngày nữa. Nếu mà dạy thêm chất nghiệm phải dạy thêm một ngày nữa. À, đúng rồi. Đúng. À, ở Sài Gòn thì uh, rất ít trường cho Ủa? học uh, toán trắc nghiệm lớp 10. Thực sự là như vậy. Ở Sài Gòn rất ít trường cho học. Ố vậy thì à uh, chà uh, yeah, căng à nếu mà toán lớp 10 dạy trắc nghiệm mà dạy thêm trắc nghiệm thì à, thôi à, nếu mà được thì à, tao ráng à, tao ráng à, tao, 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 tao 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 quay những cái bài mà làm bài trắc nghiệm mà phương pháp trắc nghiệm thôi chứ dạy thì khó dạy thật sự tại vì à, thật sự là không đủ giờ tại vì là không đủ giờ dạy trắc nghiệm ví dụ mà trắc ừ. nghiệm thì lớp 12 dạy được lớp 12 dạy được tại vì lớp 12 hai thuần trắc nghiệm luôn kiểm tra cỡ nào có trách nghiệm hết Còn à, lớp 10 với lớp 11 đấy thì à, sẽ à, tùy trường thậm chí là tùy tỉnh à, tùy tỉnh thành ví dụ như là à, à, Thành Hồ thì à, không có làm trách nghiệm nhiều chỉ có một số trường là trách nghiệm thôi Ví dụ như năm ngoái năm ngoái là à, à, có một chị à, à, chị à, chị đó học à, công nghệ thực phẩm ở À, 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 ở chỗ Lê Trọng Tấn đó mày hình như vậy tao chẳng nhớ nữa hình như vậy à không 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 phải Lê Trọng Tấn mà là Tân Quỳ Tân Quý thì vậy Tân Kỳ Tân Quý Tấn Kỳ Tấn Quý đúng rồi à, thì chị đó chỉ kiểm tra trắc nghiệm ừ chỉ kiểm tra trắc nghiệm mà thì thật sự là nếu như mà mấy đứa vẫn uh, tự luận thì mới đứa sẽ làm trắc nghiệm nhanh thôi à nhưng mà thật sự là có một số bài ấy À, mình à, bấm máy thì nó nhanh hơn <laughs> mình bấm máy thì sự là nó nhanh hơn nó hơn nhiều nếu làm trách nghiệm chứ nếu mà cứ đâm đầu tự luận hết á thì à, thì không làm kịp không làm kịp ở ừ, vậy à, ví dụ à, mẹ mẹ lại tao sắp tới tao lại có việc nữa không biết là có sắp xếp thời gian làm được không Bây giờ à, à, nếu mà được thì à, để coi rồi à, à, nếu mà quay quay các phương pháp làm trách nghiệm ấy thì quay theo chuyên đề ví dụ như là À, ví dụ như là tập xác định. À, tập xác định thì nó sẽ có một số bài như vậy. Ừ ví dụ như cho 10 20 bài à, để làm à, tập xác định và làm theo kiểu phương pháp à, Casio ví dụ vậy hoặc là à, làm trắc nghiệm theo à, chuyên đề à, à, cái gì nhỉ? hàm số đồng biến nghịch biến rồi à, tránh lẻ ví dụ vậy. Đấy ví dụ vậy. Đấy. Thì 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 để để xem để xem á, để xem thật sự để phải để xem. Với lại ờ à, ừ. Thật sự, thực sự là, là, là là ta cũng muốn quay trắc nghiệm lắm ấy Nhưng mà tại vì đơn giản là khi mà mấy đứa lên lớp 12 thì mấy đứa phải làm trắc nghiệm Mà nếu mà làm quen uh, trắc nghiệm từ lớp 10 lớp 11 rồi thì nó sẽ rất là dễ cho lớp 12 Chứ lên lớp 12 bắt đầu bay húy hoáy hoáy bay bấm máy thì uh, lâu lắm Thật sự lâu lắm Cho nên uh, để coi à, Không hứa <laughs> Thật sự không hứa nhưng mà để coi để coi à, Để coi như thế nào Ok làm chưa và hết chưa À, chú nghĩa vào rồi à, hay vậy, tuyệt vời, tuyệt vời, ủa, xong 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 lam lam nó 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 mấy mấy hôm bữa nay nó không đi học mà nghĩa, nó đi lễ à, đi lễ à nghĩa, chắc vậy nhỉ, tớ tớ đoán vậy, còn chú uh, chú đăng á thì uh, tại vì mẹ mẹ nhà chú đăng yếu lắm, cho nên uh, tao tao biết tao biết là mẹ nhà chú đăng hơi khá yếu, rồi uh, chú trí thì chắc là đi uh, đi uh, học uh, học bên uh, nhật Việt kẹt giờ bên đó tại vì năm ngoái đó, nó đã kẹt rồi chịu học lắm đấy nhưng mà bị kẹt giờ tôi lưa, trời ơi không bao giờ không bao giờ mà tao được uh, dạy một học sinh uh, hoàn hảo hết <laughs> chịu học thì tự nhiên kẹt này kẹt kia ông mà chịu học thì chắc chắn là không theo tao học rồi bảo đảm <laughs> nếu chịu học thì uh, tự học mất tiêu rồi à, ok vậy là đi đi lễ hả ừ Đi lễ đi À nó nghỉ à Nghỉ luôn à Nghỉ luôn á Lại mẹ khi nào rặn thì nó mới vào được Khi nào rặn Ok Sài Gòn Chắc là sẽ Đi học lại sau tháng 10 Tớ nghĩ thế À mẹ nó mới cho nó học thêm giờ khác hả? À? à thôi vậy thôi có gì đâu, dễ thôi. Trời ơi. Nhiều người mà, nhiều người dạy mà chứ rồi muốn mình tao. Có điều là tao chỉ sợ là 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 là, là bay bay nghỉ mà bay không nói có chuyện gì thôi chứ không có gì hết. Bình thường, bình thường. Ok, ok vậy tuyệt vời rồi. Vậy vậy là tốt đấy chứ, linh động biết linh động vậy là tốt đấy chứ. Biết linh động vậy là tốt. Đúng rồi. Đã có nhiều người mà. Ôi giời ơi tao buồn. Rào. buồn quá ấy. chừng nào nó bay nhắn là à, à, dạ, à, 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 năm sau à, năm sau nhà em khó khăn quá em phải à, em phải đi phụ bố mẹ cho nên thôi năm sau em nghỉ học em không học nữa là học nghỉ học luôn đó bởi vậy tao mới buồn lúc đó tao mới buồn cho trời ơi không học tao học chuyện khác học người khác sao gì trên đời có cả trăm ông thầy gì vậy chẳng gì hết quách kêu rằng nó sẽ vào lại mẹ <laughs> ok chẳng sao hết tốt tốt chịu học là tốt rồi chịu học là tốt rồi ừ tao ta chỉ cần chịu học thôi chẳng cần phải thông minh chỉ cần chịu học thôi à, thông minh càng tốt <laughs> thông minh càng tốt rồi ok làm bài nha mấy đứa nào? hôm nay mình sẽ đi luyện tập cái phần tích vô hướng à hôm bữa hôm bữa là mình đã à, à, học à chào vân an ok chào vân an hôm bữa là mình đã học cái tích vô hướng một cách cơ bản rồi nhá à, còn nhớ không nhỉ đây chắc là một tí nhá à... đủ lớn cho ta đây à. tích vô hướng ây à. ok rồi đó nha ok rồi tích vô hướng tích vô hướng của à, hai vector AB và AC nhắc lại tí à, thôi lại quên mất thôi lại quên mất tiêu là đây cái vô hướng của AB và AC vector AC là đây mình sẽ có công thức như sau vectơ uh, vector AB nhân với vector AC thì nó sẽ bằng AB nhân với AC và nhân với cos của góc giữa hai vectơ AB và AC, ok? À, vectơ AB và AC, rồi, ok chưa? Nhớ nha. À, tất nhiên góc này là góc à, góc à, BAC nhé. Góc này sẽ là góc BAC. Rồi cho nhà cos của góc BAC. đấy, đấy là lý thuyết, Được không nhỉ? Đấy đây lý thuyết, rồi. Còn một số thứ ví dụ như là à, đội đầu, đội dấu, tùm lum la đó. À, Cái đó thì à, nhớ lấy mà làm Ok chưa à, Mấy đứa có thể coi lên Discord coi lại à, Nguyên một cái chùm Nguyên một cái bài một hôm bữa là mình làm một cái thứ rất cơ bản của tích vô hướng à, Cực kỳ cơ bản luôn Gần như là tất cả các câu điển hình nhất, kinh điển nhất của tích vô hướng cơ bản á là nằm trong bài 1 ok rồi bây giờ làm bài 2 bài 2 là ứng dụng cao hình tí à, mình sẽ làm ứng dụng cao hình tí này nhá bài 2 Đâu bài 2. Cho tam giác ABC có AB bằng 2, AC bằng 3, góc à góc A 120. Tính BC. Tính BC và độ dài trung tuyến AM nếu như mà được thì mới được vẽ hình ra cũng được. Đấy, hôm nay tao mới tìm được một cái chương trình vẽ ra sướng. Hoặc không. Rồi làm nhá làm thôi làm thôi. câu a nè câu a tính bc độ giờ trung tuyến am tính bc trước nhá tính bc tính sau giờ góc a bằng 120 độ ab ac ab ac ừ rồi ok này tính bc tính vậy rồi mới được tính bc tính vậy nhá đầu tiên là mình sẽ đi chèn con a vào uh, vào vector BC trước, à, đi chèn con a vector BC này, vector BC thì nó bằng nếu như chèn a vào giữa thì mình sẽ ra vector BA cộng với vector AC đồng ý không? Được chưa? À, vector BA cộng với vector AC. Đấy sau đó mình sẽ bình phương hai vế lên, được chưa? bình phương hai vế lên, bình phương hai vế lên vậy ở bên trái nó sẽ ra là bc bình, ok không? tại vì sao? tại vì hồi trước khi mà học lý thuyết là mình có một cái lý thuyết như vậy, vector bc mà bình phương lên thì nó bằng đoạn bc bình phương luôn, à, mình có lý thuyết như vậy nha. ok chưa? à, đấy thì chỗ này vector BC bình này thì nó là bằng BC bình được chưa nha bên đây thì nó sẽ ra hàng đẳng thức nha mấy đứa nhá ra hàng thức đâu BA cộng với AC tất cả bình ok được chưa nha bây giờ mình sẽ khai triển cái hàng thức ra khai triển hàng thức ra thì mình sẽ có cái gì có này BC bình phương bằng đây chỗ này là hằng thức a cộng b tất cả bình đồng ý không thì nó sẽ ra là ba bình phương y chang chỗ này thôi phải không vector ba mà bình phương nó sẽ bằng đoạn ba bình phương lên Đó, nó y chang bên đây thôi phải không nó y chang cái này xuống đây nè y chang không khác gì hết đem cộng với hai lần hai lần vector ba nhân với vector ac đồng ý chưa à, và cộng với ac bình phương đấy thấy không mới được ngon lành chưa ngon lành chưa à, rồi tiếp u ừ, vậy là tự nhiên chỗ này có rồi nè đồng ý không nè để cho ab bằng hai chỗ này có rồi nè ngon lành chưa nè ac bằng ba <laughs> có rồi này có rồi nha đấy bây giờ nó vướng cái chỗ này thì đây chính là tích vô hướng của hai vector E và AC. Đúng không nhỉ? Đúng không nhỉ? Rồi. Khi mấy đứa gặp như vậy thì việc đầu tiên là mấy đứa làm cái gì? Nhớ không? Ai nhớ? Tính tích vô hướng của vector BA nhân với vector AC việc đầu tiên là làm cái gì? Khi gặp cái này nè, cái cục đen thù lùi nè, đại hồn. Có nhớ không? Mình làm không dưới không dưới 5 lần đâu. Hay lắm bên anh ơi, đúng rồi, đổi đầu. Hay lắm, thấy chưa nó thấm rồi bây ơi. Thấm rồi hiểu không? À, à, nó 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 thấm vào 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 xương và tủy rồi đấy. Hay quá, hay quá, hay quá mấy bồ ơi. Thấy không? Thấm vào là tốt, tuyệt vời. Thấy không? Tại vì sao hôm bữa mình đã nói với nhau là cái lý tưởng nhất của cái việc tính vector À, tích vô hướng hoặc là thậm chí là tính tổng của các vectơ là à, nếu như mà cái đầu nói chung á thì thì ngon à, đặc biệt là cái việc tính tích vô hướng cái đầu mà giống nhau thì ngon thì nè thì à, con a đây giống như con a bên đây thì à, đổi cái đầu này lại nó thành ab là hay nhất đúng không? À, đây ba bình phương trừ trừ nha trừ nha trừ hai lần vectơ ab à, tại vì sao đổi đầu phải đổi dấu đơn giản thôi à, Nhanh nhân với AC nhớ đổi đầu phải đổi dấu xong rồi cộng với lại AC bình phương đấy xong rồi tìm thôi tới đây áp dụng công thức là sao mọi người thấy không nhỉ áp dụng công thức là sao à, bây giờ BA là BA bình là bằng 4 nhá nha à, bập đập vô đây bằng 4 luôn cho nó khỏe đúng chưa rồi trừ cho đây công thức này mới đó đấy, à, mới làm hồi nãy mới ôn lại công thức đó hồi nãy mới ôn công thức đó vector AB nhân vector AC chính là bằng AB nhân AC nhân với cos của góc uh, giữa hai vector AB và AC chính là góc BAC. Đồng ý chưa? Góc BAC. Đấy, hay là mấy đứa có thể ghi tắt là cos góc A cũng được. Cos góc A cũng được chẳng sao tại vì hồi cấp 2 á là mấy đứa học góc tùm lum tùm la hết cho nên mình phải ghi góc ba chữ để mà phân biệt giữa các góc. Còn bây giờ cái, cái 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 hình nó rất là đơn giản cho nên thôi mình cứ ghi góc A thôi một chữ là được rồi. Ok không? À, rồi cộng cho AC AC bình. AC bình là bằng 9 chứ mấy? Xong. Lại thế số vô lần nữa tìm được BC. Đồng ý không? Hay không? À BC bình là bằng uh, đâu uh, 4 2 lần nhân uh, AB là nhiêu? AB là 2, AC là nhiêu là 3. cos của cos của 120. Ừ, um, cos của 120 độ rồi cộng với 9 hết rồi không thấy nha bấm máy bấm máy cái kịch nào 4 này trừ cho hai này nhân cho hai này nhân cho ba này nhân cho cos của à, uh, 120 rồi cộng 9 nhiều 19 hay chưa 19 nha mới đứa nha à, 19 vậy BC BC bình là bằng 19 tóm cái váy lại mình sẽ có BC bằng căn 19. Xong. Ok chưa? Trao được chưa? Có nhớ chưa? Vậy là phương pháp làm bài này là cái gì? Mình đi kiếm một cái hệ thức vector nào đó liên quan đến cái đoạn thẳng mà mình cần tính đúng không? Nè, tính bc tìm một cái hệ thức liên quan nào đó với bc à, tốt nhất là đi nên đi ở chèn đầu chung hay là chèn những cái thứ mà nó có sẵn ở trong đề đấy ok chưa sau đó bình phương lên tại sao mình phải làm cái bước bình phương này tại vì nếu để như vậy làm sao mà tính được mô đun vector bc đúng không mình chỉ có thể bình phương lên thì từ vector này nó chuyển về mô đun được thôi bình phương lên được chưa Ê, lại mẹ cái này bình phương lên là cái này là 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 bình phương tất cả bay ơi à, chứ không phải lấy ba bình cộng ac bình nhau bay à, bay hay bị cái trò đấy ok chưa nó ra hằng thức đó bay à, xong rồi bắt đầu đi ra tích vô hướng thôi đây đấy được chưa nhà tiếp này độ dài trung tuyến am chỗ nào câu nào không hiểu hỏi lên nhé mấy đứa ơi ha à, rồi trung tuyến am hệ thức nào liên quan đến độ dài trung tuyến am còn ai nhớ không am nó bằng cái gì có nhớ không Trời ơi dễ như anh ăn bánh. bắn ăn bánh tráng nó còn khó hơn nữa mày ăn bánh tráng bay bay xui xui bay trúng phải cục ớt đấy à, bay còn thấy cay ấy, chứ cái này nó dễ ẹt à có nhớ không AM là đường trung tuyến của tam giác ABC thì mình có một cái hệ thức là cái gì? AM bằng cái gì? Có ai nhớ không? Vector AM bằng cái gì? Có ai nhớ không? Ừ. Hay là hỏi khác đi ha. M là trung điểm BC thì mình có một cái hệ thức ừ. ấy AB cộng AC bằng hai lần AM. À, tuyệt vời hệ thức trung điểm nó mới được hệ thức trung điểm nó mới được nè khi m này là trung điểm của bc thì am là con a này là một cái à, một cái điểm của bất của bơ nó ở ngoài nó lao vô ba thằng này thì am sẽ bằng nửa ab cộng ac không tất nhiên có vector hết được không nhở hay là mình có thể nhớ hai lần am bằng ab cộng với lại ac nhớ có vector vô Ok chưa? À, rồi làm thôi, làm thôi. Vậy nghĩa là AM là bằng 1/2 AB vector AB cộng với vector AC. Ok chưa? Đấy. Được chưa nhỉ? Rồi, bây giờ mình phải đưa từ vector về module bằng cách bình phương hai vế lên. Bên trái mà bình phương ấy thì nó sẽ ra là AM bình đúng không đó, bắt trước đi bắt trước hồi nãy thôi hồi nãy làm như thế nào làm đi trang như vậy 1 phần 2 bình phương là 1 phần 4 rồi cái quỷ yêu này đằng sau này nó sẽ ra hàng thức mới đó à, làm ơn đừng lấy AB bình cộng AC bình nha bay vector AB này cộng với vector AC này đấy Tại đây quá dễ Ủa lại mẹ cái gì vậy Ôi rào AB cộng với vector AC Ok tất cả bình xong khai triển đẳng thức ra làm y chang ở trên luôn làm y chang ở trên luôn không khác gì hết luôn đúng không Đấy, làm nào làm nào m bình bằng một phần tư nhân với ở trong đây khai triển đẳng thức ra a cộng b tất cả bình AB bình một cái cộng cho hai lần hai con vector nhân với nhau ab nhân vector ac Đấy. cộng cho à, uh, AC bình đúng không AC bình Đấy. được chưa nhỉ rồi lại làm công thức chỗ này đâu đó đây đây chính là tích vô hướng của hai vector đâm đầu đi làm công thức cái này à, đâm đầu đi làm công thức có ai ra đáp án chưa à, bằng 1 phần tư Đem nhân với uh, đâu AB AB là bằng AB bằng 2 bình lên bằng 4 này cộng cho hai lần AB À, tích vô hướng của vectơ AB vectơ AC nó sẽ có công thức là AB nhân với AC và nhân với cos của góc giữa hai vectơ AB và vectơ AC nghĩa là góc A được chưa nhỉ? Đấy, ta tin là chắc chắn sẽ có sẽ có bạn làm được rồi. À, tại vì nó dễ. Cộng AC, AC đâu? AC bình là bằng 9. Xong. Tới đây bày bấm máy luôn cũng được. AM à, bình bằng 1 phần 4 à, 4 cộng 2 nhân cho 2 nhân cho 3 nhân cho cos của 120 Đấy. rồi cộng cho 9 à bấm thôi bấm thôi ra màu luôn nhá ra màu luôn cho nó khỏe còn ngồi canh xuống thì mệt đây canh cái đống mà xuống 1 à, phần 4 Ui 1 phần 4 chi à, 4 cộng 2 x 2 x 3 Nhân cho cos của 120 à, uh, Cộng 9 Hoặc là 3 Cánh 7 phần 2 Chấm xác chưa Con lành chưa Được chưa à, Nè nhớ hệ thức trung điểm mà làm ơi Hệ thức trung điểm À, cứ thấy chung điểm là cỡ nào mình cũng cần phải làm cái đó hết Thề luôn à, không, không làm một lần thì sẽ làm hai lần Không làm nhiều lần trong bài đó thì sẽ làm ít nhất một lần Thề, thề luôn Không thể nào mà nó không có được Chắc luôn Cô B Cô B hả? À. b cho y thỏa hai là vectơ ai cộng yb bằng vectơ không chay b trừ à? hai là chay c và vectơ không tính vectơ y chay ủa rồi làm thế nào đây vectơ y à tính vectơ y chay hai là vectơ ai cộng vectơ b bằng vectơ không à ok ừ ừ bây giờ được rồi rồi y hả À. Bây giờ b, b, bây giờ mình cứ làm theo cái kiểu hồi nãy đi. À nãy giờ cậu câu A mình làm này. Nãy giờ câu A mình làm này. Bây giờ bắt EJ đúng không? Bây giờ trên hình trên đề thì nó không có một cái hệ thức nào liên quan thẳng đến EJ luôn, đúng không? nó 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 rất là rời rạc đúng không? Chẳng có liên quan gì nhau hết cho nên thôi mình sẽ thế chèn một con a vào đây chẳng hạn, à, chèn a vào đây, ví dụ vậy, chèn a vào đây. À. À, nếu như chèn a vào thì nó sẽ ra chỗ này nó sẽ ra là ia vectơ ia cộng với vectơ aj. rồi mấy giờ rồi. bây giờ mình sẽ ráng đưa con vectơ ai này về hai hoặc là một vector nào đó liên quan đến cái tam giác ABC ví dụ như là về vector AB vector AC chẳng hạn đi phân tích vector AI theo vector AB và vector AC ok không nhỉ ok chưa ok chưa đó. rồi bây giờ đặt này số 1 đi lát tính sau bây giờ xử lý chỗ này hai lần vector AI của vector IB bằng vector 0. Đấy, xử lý đó nha. Đâu, mình có gì? Hai lần vector AI cộng với vector IB bằng với vector 0. Đấy, ví dụ, ví dụ này nói thật là những bài như vậy nè. Không tài nào làm trách nhiệm được. Thề, nghĩa là không 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 có thể là bấm máy được không phải là bấm bấm máy tính được đúng không không thể dùng định lý Casio được những bài này á, là mấy đứa cần phải nếu mà thi trắc nghiệm á thì cần phải tập biến đổi cho nó quen đi à, nhìn thấy biến đổi, nhìn thấy biến độ nhìn thấy chèn vô ví dụ vậy đấy nhìn trung điểm là ngay lập tức nghĩ đến hệ thức trung điểm à, thi trắc nghiệm á là cái não của mình á, nó phải nhanh hơn cái tay nhớ đấy chèn a vô không? À, phân tích một vector theo hai vector thì đi chèn đầu chung mình hồi nãy mình mới nói với nhau là phân tích theo vector ab và vector ac cho nên đầu chung là đầu a chèn a vô chỗ này có a sẵn rồi thì đã yên chèn a vào đây này đấy chèn vào nhá chèn vào ô mà à, đúng rồi hai lần um, hai lần vector ai nhá hai lần ai này cộng cho ia này cộng vector ia rồi cộng cho vectơ AB là bằng vectơ 0. Ok nha. Bây giờ gom lại là xong, nè mấy đứa thấy không nha. Chỗ này đổi đầu một phát là được nè. Đúng không? Đổi đầu với lại đổi đổi dấu luôn. Vectơ IA nó sẽ bằng trừ vectơ AI. Mà trừ vectơ AI chỗ này với lại hai lần AI chỗ này thì nó chỉ còn một lần thôi. Đồng ý không? À vectơ uh, AI rồi Còn vector AB chỗ này thôi Thì mình đá sang bên phải luôn cho nó khỏe Bằng Trừ vector AB Một cái Được chưa Lát nữa mình sẽ thế trừ vector AB này lên trên đây nè À Thấy ok chưa ok chưa Ok chưa à. Rồi tiếp Bây giờ xử lý con AJ bằng cách làm bên đây à. xử lý con AJ bằng cách làm bên đây ối nó đâu mất rồi Đây, đây, cứ bình tĩnh bố nó rồi ok rồi đi làm nhá bên đây bên đây để cho vector jb thì cũng y chang vậy mới đó y chang chèn a thôi Thứ hai là vector jc jc bằng vector không đấy rồi chèn cắt xuống dòng cá cho nó rõ ràng. Rồi ok. Chèn thôi, chèn thôi, chèn A vô. À, vector chơi A cộng với vector AB đấy lòi ra AB rồi, sướng rồi. Trừ nhân trừ 2 vô luôn nha mấy đứa nha. Nhân trừ 2 thẳng vô luôn. Trừ 2 là vector chơi A. Ừ. Trừ 2 lần vector à, AC. Đấy. Bằng vector 0. Ok. Thấy à, không? Gom lại đi gom hết toàn bộ lại chỗ này vector ở đây với lại trừ hai vector JA là bằng trừ vector JA đổi dấu đổi đầu luôn ok không à, những thứ đấy chắc chắn mấy đứa sẽ làm được làm nhầm cho đó được chắc chắn trăm phần trăm luôn mình đổi dấu đổi đầu nó sẽ ra vector aj đồng ý nhở? không nhỉ hai con còn lại đá thẳng qua bên phải luôn tự nhiên mình sẽ ra hai lần vector ac hai lần vector AC này đem trừ cho vector AB rồi, đúng không thế là xong à, cái này là số 3 đi đấy số 3 cái này là số 1 đi à, à quên cái này số 2 chứ à, từ 1 và 2 3 nữa 3 con suy thẳng luôn thả lên nha <laughs> Thì ra đâu suy nhá nó hơi bị đầu đâu đâu đây 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 vậy vector ej nó sẽ bằng Cái thằng này là ia mới đó. thằng này là ia nếu như mình đổi đầu đổi dấu chỗ này sẽ thành trừ vector ai đúng không mà nếu mà trừ vector ai á, thế thằng ai bằng trừ vector ab lên thì trừ với trừ mất rồi vậy thằng này tóm lại thằng này nó ra vector ab đồng ý không chỗ này ra vector ab nha à, vector ej EJ là bằng vector AB Đấy. Rồi gì nữa à, Cộng với vector AJ Thì vector AJ nè Vector AJ nè Thế toàn bộ này xuống Đúng nha Thế toàn bộ này xuống nha Vậy là mình sẽ ra cái gì nha à, Cộng cho hai lần vector AC Trừ cho vector AB Xong rồi Hồi ôi hay quá Sướng quá Sướng quá mày thấy sướng chưa ừ, Thấy sướng chưa AB trừ AB mất bố rồi mất rồi còn hai lần ac thôi khỏe chưa Đấy. bây giờ đơn giản thôi vector ej bằng hai lần vector ac bình phương hai vế lên là ngon ej bình phương bằng với 4 lần ac bình phương thế cái kịch xuống AC là bằng 3 bình phương là 99436 quá khỏe luôn từ đó EJ là bằng 6 chứ mấy xong này có lại đi làm nhanh là mình tư duy được cái chỗ EJ mà vector cộng vector tay ra chơi phải điểm khác à chèn điểm khác à Ý là chèn điểm khác ừ. đúng không Yeah. không tại sao? không nên chèn điểm khác tại vì sao à tại vì sao không nên chèn điểm khác nào ví dụ nè ví dụ đây đây ví dụ như mà cái bài này nó nó không có cho sướng như vậy này nó không có cho sướng bằng như là cái chỗ này hai con này mất đi giả dạ dụ như giả dạ dụ nha giả dạ dụ chỗ này là dấu cộng đi giả dạ dụ chỗ này dấu cộng đi ha à thì cái chỗ này sẽ là dấu cộng đúng không nhỉ thì mình sẽ ra hai lần vector AC cộng với lại hai lần vector AB đúng không à, vậy là bắt đầu mình mới làm theo câu giống câu A mình bình phương hai vế lên khi bình phương hai vế lên à tự nhiên tao xóa thì làm chi ta đúng là điên thật khi bình phương hai vế lên mình sẽ ra là ra cái này nhá đây ra là EJ bình phương Ui, EJ bình phương bằng với hai uh, lần vector ac cộng với hai lần vector ab tất cả bình Đấy xong rồi mình khai triển ra đúng không mình khai triển ra à, ghi trên đây làm trên đây luôn cho rồi nó sẽ bằng uh, 4 lần ac bình cộng cho hai hai lần vector ac tới đây là mấy đứa biết tại sao mình phải chèn a chưa <laughs> biết chưa biết chưa biết chưa tại sao phải chèn a chưa đúng không nhỉ chưa hoặc thế đó tại vì nếu như mình chèn một điểm khác thì cái chỗ này nó không ra được cái như vậy đúng không ừ, làm Là... đúng làm như vậy để giới tính đơn giản thôi đúng không Là đấy đơn giản thôi làm như vậy chèn con a vào để dễ tính đơn giản như vậy thôi à để dễ tính được không tại vì sao tại vì khi mà mình áp dụng cái tính cái cái định nghĩa của tích vô hướng thì mình có cái cos của cái góc đúng không thì mình phải lấy cái góc để cho là góc a à, cho nên chèn phải chèn a thôi chứ sao giờ hợp lý không dạ à, hiểu còn tất nhiên tất nhiên hoàn toàn khi à chèn cái góc đề cho bên anh nè nè cái góc đề cho là góc A là bằng hai nè thấy không cho nên mình sẽ đi chèn A thường là như vậy nha thường là như vậy còn tất nhiên là nếu như chèn cái chèn điểm B vô thì cũng được thì cũng được nhưng khi mà tính cái chỗ này nè thì nó hơi khó tí thì sẽ hơi mệt tí thôi nha tất nhiên vẫn tính được tại vì sao mấy đứa thử coi lại bài một coi góc tùm lum tùm la rồi á hả chèn điểm này chèn điểm kia rồi á hả nó 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 biến tấu tùm lum la vậy mình tính vẫn tính vẫn được thôi à, nhưng mà sẽ khó tính ok không nhỉ bài này tốt nhất tốt nhất chứ không phải duy nhất nha nhớ nha tốt nhất là chèn con a tại vì sao chèn con a tại vì góc a một trăm hai ok đơn giản vậy thôi rồi sửa lại một tí đây là trừ này đây là trừ này ok rồi à, bài này sướng quá nó 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 cho hai con AB triệt nhau à. rồi cô xe nhá úi giỏi cô xe của xe nào, AD là đường phân xác trong của tam giác ABC. ai vẽ phân giác phát nha. Đấy, thực ra nó chẳng có uh, đây đây phân giác AD. Đấy, góc này bằng góc này. OK chơi thôi, ủa bật lên chị ta, đó chơi mà đứa ơi, hey. à, nó bảo phân tích vector AD theo vector AB và AC ủa rồi ơi. Hey. cái này là bài này là một trong những cái bài mà cần phải nhớ, tại vì có một cách làm mà bé, <laughs> cái bài phân giác như vậy có một cách làm thôi, à, một cách làm thôi, mà cũng may là để, để nó cho đường phân giác trong đó nha nó mà cho đường phân giác ngoài là mệt nữa nha, à, nhưng mà thôi mình sẽ bỏ qua cái việc phân giác ngoài, à, bỏ qua việc phân giác ngoài, phân giác ngoài mấy đứa à, ví dụ mà trên trường mấy đứa có gặp một cái bài tập mà phân giác ngoài như vậy, ừ rồi hắn hỏi không bao giờ người ta cho kiểm tra phân giác ngoài hết, thề, à tại vì phân giác ngoài nó làm mệt lắm anh, không bao giờ cho kiểm tra phân giác ngoài đâu, đừng lo. Rồi, bây giờ đã coi rồi, đầu tiên mình cần phải lục lại cái tuổi thơ của mình một tí. Còn ai nhớ tính chất đường phân giác của tam giác hay không? À, còn ai nhớ không? Trời ơi! Bay mà nhớ là thật sự là bay là ngon lắm ấy. Tại vì cái việc mà, cái việc học cái tính chất đường phân giác ấy, của phân giác là nó đã hai năm trời rồi bay nhớ là bay giỏi lắm á không dở đâu tôi nói thiệt á tam giác ABC có 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 con AD là phân giác à, ai không nhớ thì à, xem tí tự nhiên sẽ nhớ lại thôi à, đâu rồi Đó, à, cái gì ABCAD bằng AC chia DC hình hình như là hơi nhầm nhầm tí nhỉ ngân nhỉ này đường phân giác AD này nó chia cái đoạn BC này ra làm hai đoạn nhỏ. Đoạn BD và đoạn DC. BD này sẽ ứng với AB. DC này sẽ tương ứng với AC, được chưa? À, vậy ví dụ mình lấy AB chia AC sẽ bằng BD chia DC. Được chưa nhỉ? Được chưa nhỉ? À, quốc thôi. AB chia cho BD sẽ bằng AC chia DC. Đấy nó ứng với nhau mới được, thấy không? AB như đã nói AB ứng với BD. AC ứng với DC. Rồi được chưa? <laughs> rồi. Bây giờ đề cho AB bằng 2, BC bằng 3. À, no, no, AC bằng 3, BC bằng căn 19. Đúng không ta? Quên bố rồi. BC bằng nhiêu? À đúng rồi. Trời ơi, sao xấu thế, căn 19 xấu thế. Căn 19 xấu tàn bạo luôn. Ai còn nhớ tìm BD với lại DC như thế nào? Dùng cái gì? Ừ, có ai còn nhớ không? Tìm BD và DC, có ai còn nhớ không? Dùng cái gì? À, đúng, Giấy thì số bằng nhau, lại mẹ rồi rồi nó nhớ được đúng là khiếp thật à, nói thật là một 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 lứa trong một lứa lớp 10 thì chỉ có một hai người nhớ được này à <laughs> thật sự như vậy Nói thật luôn à, cho nên nó mấy đứa nếu mà mấy đứa không nhớ thì mấy đứa đừng buồn thật sự thật sự không phải là ai cũng nhớ được cái này thật sự mình chỉ học cái này có hồi lớp 8 mình học có cái này trong có hai tuần à xong mà tự nhiên nó vứt đi đâu á à, tự nhiên nó biến đi đâu á cho nên mình quên chuyện đất bình thường đấy quên quên chuyện bình thường đấy. làm tính chất uh, giá trị số bằng nhau cái này nó sẽ bằng bằng luôn bằng luôn lấy uh, được coi coi ở trên mình sẽ lấy AB cộng cho AC ở dưới mình sẽ lấy BD cộng cho DC ok không cộng ngang qua mới đó, cộng ngang qua nha à, thì này sẽ bằng AB cộng AC là bằng 5 chứ mấy ra bằng 5 còn BD ở dưới mẫu này BD cộng cho DC thì nó bằng đoạn BC Ok chưa Mà cái đoạn BC hồi nãy mình tính được là căn 19 Sao căn 19 xấu thế nhỉ Thật luôn á đề quỷ yêu cho xấu vậy Bấm máy lại coi đã Các 19 lại xấu nha à, 49 2 2 nhân 3 nhân cos 120 quý yếu em xấu 120 đúng không à đúng cả 19 thì tồi. thôi thôi đành chấp nhận rồi à, chấp nhận thương đau rồi từ đó mình sẽ đi tìm bd ừ, đi tìm bd bd bằng bd mày nó sẽ bằng lấy ab này nhân căn 19 và chia 5 à, nhân chéo cho còn lại thôi ab bằng mấy ab bằng 2 2 căn 19 phần 5. Úi ui, úi ui, úi úi. Úi. Ra 19/5. Ok không? Rồi. À y chang như vậy mình sẽ có con uh, DC. DC thì nó sẽ bằng lấy AC nhân căn 19 và chia 5 trên đây. Vậy thì mình sẽ được là 3 căn 19 phần 5. Ok. Đó. Nào. Ra được cái đó đã tính gì tính. Xong rồi bây giờ bắt đầu mình phân tích AD theo AB với AC này Nào AD AB AC Rồi ok Rồi như vậy là mới đó hai hai căn mười ờ. À, rồi à cũng được cũng đẹp cũng đẹp nói chung là cũng đẹp không sao hết này bây giờ mình sẽ lấy vect uh, bd lấy bd chia cho dc à, nói chung cũng đẹp bd mà chia cho dc thì nó bằng cái gì nhỉ? Để coi coi. À, cha, yeah. làm một hồi tự nhiên là mình phát hiện ra mình không cần phải làm cái ô này làm gì hết, không cần tìm BD với lại DC. Nhưng mà thôi kệ. À, dù sao cũng nhắc lại cho bay cũng được. Chẳng sao hết. Nè, à, lấy BD mà chia DC thì nó sẽ ra là à uh, 2 2 căn 19 chia cho 5 đem chia cho ba căn 19 chia cho 5 là bằng 2/3. Ừ. BD chia DC là bằng 2/3. Nhân chéo DC lên mới được. Nhân chéo DC lên. BD nó sẽ bằng 2/3 con DC. Sau đó là mình ráp vector vô đi ra vector rồi nha đi ra vector rồi này Ủa, mấy đứa có thấy cái hướng đi chưa khi mà mình ra vector ra vector ở được hay quá vector BD sẽ bằng 2 phần 3 vector DC ừ, rồi xin hỏi chỗ này 2 phần 3 này là âm hay là dương vector BD bằng 2 phần 3 vector DC thì 2 phần 3 phải là âm hay là dương đó cái chỗ nó nhắc hoài luôn đúng không khi mà mấy đứa ráp vector là lúc nào ta cũng nhắc cái vụ đó hết đúng không cho nên nếu như mai mốt kiểm tra mà đề mà có chơi mình một cái thì còn nhớ à Dương Dương là đúng rồi Dương là amazing rồi đấy amazing good job em rồi đấy Tại vì sao 2 phần 3 này là dương mấy đứa Rõ ràng mới thấy nè Vector BD nó đi qua bên phải Vector DC cũng đi qua bên phải luôn Thế là hai vector này là cùng chiều Mà khi mà tụi nó cùng chiều như vậy Thì cái hệ số này phải dương khi hai vector trái chiều nhau, ngược chiều nhau thì hệ số nó mới âm. Đồng ý chưa? Rồi sao? À, tới đây quá dễ rồi. Tới đây mình làm gì nữa để mà phân tích AD theo vector AB và AC vậy mấy đứa? Làm gì nữa bây giờ? Hả? Làm gì nữa bây giờ? Sao? Trời ơi! Có phải là nó quá dễ không mày? Đã nói rồi, khi phân tích một vector theo hai vector thì cái... Cái cái cái... Cái gì ta quên rồi? cái, cái, cái cái mét thỏ cái à cái 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 phương pháp cái phương pháp truyền thống nhất là gì cái phương pháp tổng quát nhất là gì chèn điểm chung chèn điểm chung nhớ lấy thì rõ ràng điểm chung điểm A mẹ đọc lên AB AC điểm chung không phải điểm A chứ là gì chèn nào vào đây quá dễ luôn đúng không trời ơi ta nói lên khuyên vậy chắc là đã, đã đã có bạn ra rồi đúng không chắc luôn chẳng đã có người ra rồi đã có người ra rồi bảo đảm suy ra chèn thôi đúng không à, uh, chèn a vô chèn a vô mình sẽ ra vector ba cộng với vector ad đấy lăn đi quanh đi quẩn lại nó chỉ bằng đó thứ thôi đâu có gì khó đâu đúng không nhân 2 phần 3 cho luôn nha đúng không chèn a và nhân 2 phần 3 cho luôn 2 phần 3 vector da đấy cộng với 2 phần 3 vector ca quen sorry ac chứ ấy à, làm bậy bạ quá là không được từ đấy suy ra Ôi trời ơi có phải sẽ chưa Đá con DA qua bên đây Đây Đá 2 phần 3 DA qua bên đây Thì mới ra là Trừ 2 phần 3 DA Đổi dấu Đổi đầu Thì nó sẽ ra là Cộng 2 phần 3 AD 2 phần 3 đó Cộng với lại thằng này nữa Thì nó sẽ ra là, 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 là 5 phần 3 AD Đồng ý không 5 phần 3 AD bay làm được cái đó chắc chắn à, cái chuyện đó là bay sẽ làm được bảo đảm Thè luôn nếu như có luyện tập mới nó sẽ làm được BA này đá sang bên phải thì nó sẽ thành là trừ vectơ BA đổi dấu đổi đầu nó sẽ thành vectơ AB thấy không chuyện đó chắc chắn mới nó sẽ làm được có tập luyện sẽ làm được hết cộng 2 phần 3 vectơ cộng 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 anh ơi à, cộng 2 phần 3 vector AC ok chưa đấy bây giờ đơn giản chia 5 phần 3 qua xong bài toán sướng không có thấy mùi cơm mẹ nấu chưa nó ngon cực ngon ngon dã man chia 5 phần 3 qua thì nó được là 3 phần 5 vector AB còn thằng này mà chia 5 phần 3 là nó ra là 2 phần 5 cộng cho 2 phần 5 vector AC sao? ok ha, à. ừ. hồi nãy có nói với mấy đứa là khi mà làm tới đây tự nhiên là thấy hố, thấy bị hố, tại sao mình không cần làm cái quỷ yêu này làm cái gì hết, à, không cần làm cái này, cái này với cái này, cái đống này không cần làm. tại vì sao đơn giản nói ab với ac rồi mình thế ngược lên đây tự nhiên đổi chỗ một cái là ra được cái này liền luôn, đúng không đúng không? đúng không? ab là bằng hai, ac là bằng ba rồi mình nhân chéo bằng nhân chéo kịch một cái ra cái này liền luôn không cần phải làm cái đống này làm gì hết ờ ừ, thôi dù sao cũng là một cái cơ hội để à, ôn lại cái tuổi thơ hê, hey, ôn lại cái tuổi thơ của mình đúng chưa nha coi lại đi nè đấy coi lại tí đi à ai ai ngon lành rồi có thể làm bài ba luôn từ từ coi coi làm bài ba nhá đấy không à, ai ngon làm rồi là đấm đầu bài 3 mà làm mình làm chung với nhau cho nên là bay thấy lâu lâu vậy đó. không lại mẹ thôi mình làm từ lúc 5 giờ 45 đúng không mà bài 1 nó có à, bài 2 vừa rồi nó có 3 câu mà bây giờ là 6 giờ rưỡi nhớ là làm 45 phút là vị chi mỗi câu là 15 phút làm lâu thiệt <laughs> tại vì mình làm ngồi vừa 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 làm vừa nghe vừa nói vừa tám nhau mà cái này lâu vậy còn khi mà bay tự làm á thì lại mẹ thôi làm chất nhán ghê lắm làm như siêu nhanh làm ấy đi luyện phản xạ em đó toán à, là tập hợp những cái phản xạ gặp cái gì làm cái đó làm cái gì làm cái đó à, ok cái đó là cái gì và mình làm thế nào à, à, phân tích vector này theo hai vector kia là làm gì làm đi chèn đầu chung đầu chung là cái gì đầu chung đọc hai vector kia lên à, thấy cái chữ gì chung chèn vô đấy ví dụ vậy, rồi, tập hợp những cái phản xạ và mình cần luyện cái đó đơn giản vậy thôi đúng không? À. Bay có làm đi làm lại tự nhiên bay nhớ thôi chẳng gì hết à, tự nhiên bay nhớ thôi, rồi tiếp nhá bài ba nhá bài ba nhá có ai hỏi gì thì hỏi liền nhá mấy nha mấy đứa Nha hơi to vậy ở ừ, đó vậy đây hỏi gì hỏi liền nhá hỏi lên đứng để bụng nha bay để bụng bay đau bụng đấy ở bên trước để bụng bay đôi bụng này Bài 3 Cho tam giác ABC có AB bằng 2 AC bằng 3 BC bằng 4 Ố rồi căng vậy Tính vector AB nhân AC rồi suy ra góc cos góc A à, ok Tính vô hướng của AB và AC Rồi hay chưa Cái bài này nó không có cho cos mấy đứa Cái bài này nó không có cho góc kiếp gì hết nè nếu như mà mình phải đi tính theo kiểu định nghĩa thì là vectơ AB nhân vector AC để nó bằng AB nhân AC nhân cos của góc A mà có góc A có quái đâu. Đúng không? Nó còn phải hỏi nè, nó hỏi có góc A bằng nhiêu mà, đúng không? Cho nên bài này tính tích vô hướng không theo kiểu định nghĩa được. Được chưa nhở? À, một lần nữa. Muốn tính tích vô hướng theo định nghĩa là phải có góc bài nào không có góc dẹp định nghĩa qua một bên đấy ok chưa à, giống như là hồi đó bác đam bác đam nói là bác đam nói ở trong sài gòn là ai không làm được thì đứng qua một bên à, thì thằng định nghĩa không làm được cho nó đứng qua một ừ. bên ok chưa ok chưa bây giờ đơn giản thôi đi làm à, đi làm chứ ta quên mất tiêu rồi đi làm à, hàng hàng thức đấy hàng thức đấy đi làm hàng thức nào ui rồi ôi ai mà ai mà đã thấm được bài số 2 hồi nãy rồi thì chắc giờ này đã ra rồi À, đi làm hằng thức này à, có phải là mấy đứa có vector BC khi mà mình chèn chèn điểm A vô chèn điểm A vô thì nó sẽ ra là vector BA cộng với lại vector AC y chèn hồi nãy không khác gì đấy, bây ơi đúng không đúng không Chèn bình phương hai vế lên đúng không đã nói rồi thấm hồi nãy là sẽ làm như chơi BC bình là bằng à, bên đây bên đây là hằng à, hàng thức bên đây sẽ là hàng thức nhá bình phương lên BA bình cộng cho hai lần vector BA nhân vô hướng với vector AC là bằng AC bình đồng ý không? À cộng chứ, cộng chứ sorry, cộng AC bình. Ừ, AC bình vector chi trời. Đồng ý chưa? đi trang bài hồi nãy luôn, khác gì hết. BA có rồi kìa. BC có rồi kìa. AC có rồi kìa, kịch thế xuống. Thế xuống BC, ồ thế làm chi? Bấm máy luôn bấm máy luôn ở à, thôi thế đi thế đi cho nó 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 sao ta nó rõ ràng à chứ bấm máy luôn thì bay uh, uh, nó 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 nó, lung lắm 16 này ba bốn này cộng cho hai lần à tại sao hai lần đây à mình cần tính vector ab nhân vector ac cho nên chỗ này mình phải đổi đầu mới đứa nha đúng đổi đầu để phù hợp với cái đề đơn giản vậy thôi trừ hai lần vector ab nhân vector AC đồng ý không? À? à, cộng cho AC AC là nhiêu? AC là 9. Đây. Đấy, xong bấm máy. Quá dễ. Đúng nhỉ? Đầu 4 với 9 này chuyển qua bên đây. 16 trừ 4 trừ 9 rồi đem chia 2 xuống. Đem chia trừ 2 xuống chứ. Đúng nhỉ? Đem chia trừ 2 xuống chứ. Chia trừ 2 bằng nhiêu? Trừ 3 phần 2. Xong chưa? Ok chưa? Vậy mình sẽ có vectơ AB nhân với vectơ AC bằng trừ 3 phần 2 có ai có thắc mắc chi không sao có ai thắc mắc gì không nó làm chưa đơn giản đi chèn vào thôi đi chèn A vào thôi bình phương lên để ra module đun 49 13 3. 3 Ừ đúng rồi trừ 3 phần 2 đồng ý chưa Bây giờ đi tìm có cốc A À, có ba quá dễ nữa, có ba cực dễ luôn. À, thì mình đi làm uh, định nghĩa, đi làm định nghĩa thôi. định nghĩa mình có gì? định nghĩa của tích vô hướng ab nhân với lại ac là nó sẽ bằng a uh, bằng gì? ab nhân với ac nhân với lại cos góc a chứ gì nữa? đúng không? đúng không? đồng ý chưa? thế vô có bao thứ rồi thế vô sướng chưa? À, cái này là trừ 3 phần 2 này để mới làm tìm được. Đó, bằng với AB AB bao nhiêu? AB là 2, AC là 9, CL là 3, 326, 6, 6 cos A. À. Đấy, tôi đối tìm góc A. À có A là được rồi. cos góc A là bằng chia 6 qua trừ 1/4 nha. Bằng -1/4. Xong bài. Xong bài thấy chưa nó lành chứ này nhắc lại lần nữa này tính tích vô hướng mà không có góc thì đi làm hàng đẳng thức như vậy được chưa được chưa một lần nữa tại sao mình lại chèn con a <laughs> tại sao mình lại chèn con a tại vì nhìn lên đây vector ab nhân vector ac a là đầu chung chèn đầu chung ok chưa Nhớ lấy, chuyện quái gì trên đời này cũng có lý do của nó hết. Nhớ lấy. À, bay chỉ cần tìm được cái lý do của nó thì nó sẽ đúng. Lý do đúng thì tự nhiên nó sẽ đúng. Được không nhỉ? À, đơn giản vậy thôi. Trên đời này không có chuyện gì hiển nhiên bay. 1 cộng 1 bằng 2 nó còn có lý do nữa mà. Đúng không? 1 cộng 1 bằng 2 nó còn có lý do mà. Có điều là nó nó quá dễ đi cho nên mình nghĩ là, là hiển nhiên à, đấy ôi trời ơi rồi cô b cô b luôn cô b luôn nha <laughs> cho g trọng tâm tam giác abc tính ag nhân bc út trời ag nhân bc ag nhân bc ag à, nhân bc tính sao đây ag 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 đây bc a à. B, ừ ok à, uh, A, G. H, B, A, C. Uh, Ừ rồi ok Ừ Tính thế nào vậy? Nghĩ thử coi A gần B, Rồi trọng tâm nha Rồi trọng tâm nha A, G, nhân với vector bc chèn a hả chèn a có hợp lý chúng ta ừ. tính a g theo ab và ac ừ. có lẽ nên như vậy đúng có lẽ nên như vậy xong rồi mình sẽ chèn chèn a vào đây đấy còn cách nào khác không ta cách đó có lẽ có lẽ có lẽ phải dài á à, cách đó có lẽ sẽ dài được rồi rồi quy tắc trung điểm quy tắc trung điểm ag ag là bằng hai phần ba hai phần ba về a ab ac à, thì cũng vậy thôi cũng được cũng được hoàn toàn được hoàn toàn được cũng được thôi sao ta còn cách nào nữa không từ từ ra từ từ ra tao nghĩ ra tao nghĩ BC BC hả AG I ôi giời, chắc có lẽ là nó cách duy nhất rồi à hả ô đành vậy vậy thôi đi làm thôi đây vậy lấy cái hình này nhá lấy hình này là bay, bay 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 dễ làm Rồi, lấy hình nó làm nha. À, đâu, AG. AG là bằng 2 phần 3 AM mới đó. À, cái này nó bằng 2 phần 3 AM, vector AM, đúng không? Xem như AM là, MM là trung điểm của ABC. À, M trung điểm BC. À bây giờ BC này đẩy đẩy A vào đây luôn. Chèn A vào luôn. Thì sẽ ra là vectơ BA cộng với lại vectơ AC. Rồi. Bây giờ AM đó là mình đi làm hệ thức trung điểm. Đúng không? M là trung điểm của BC. Thì cái này nó sẽ bằng 2/3 AM AM sẽ bằng nửa AB cộng với lại AC à hay rồi hay rồi 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 đã rồi trời ơi dễ quá AM này sẽ bằng 1 phần 2 AB vector AB này cộng với vector AC này đồng ý chưa à ừ trời, cái bài nó khớp quá thể rồi tới đây quá dễ rồi chỗ này mình sẽ đổi dấu đổi đầu mới đó đồng ý không đổi dấu đổi đầu để nó quy về AB luôn cho nó khỏe đúng không nhỉ vậy là nó sẽ ra vector AC trừ cho vector AB đồng ý không hàng đẳng thức sướng không thấy sướng chưa có thấy hàng thức không ừ. nếu như mà triệt một cái chỗ này ra 1 phần 3 hàng đẳng thức nó sẽ ra là AC bình phương trừ cho AB bình phương thế là xong được không ạ đồng ý giờ cái đó là hằng thức đó a b tất cả nhân a b đó bay đúng không thì uh, ac này là ba uh, bình phương là chín chín trừ cho bốn là bằng năm năm à, phần ba xong ôi, 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 sướng quá năm phần ba năm phần ba năm phần ba sướng năm phần ba thấy là ra được rồi xong rồi đấy tóm lại ag nhân bc bằng năm phần ba quá khỏe trời cứ tưởng là nó sẽ khó ai về quá dễ tính gì đây ở đâu rồi mất tiêu rồi tính ag tính ag dễ nữa đã có ag với bc rồi ag nhân bc là bằng 5 phần ba tính ag tính sao ta mọi người hiến dùng cái tính ag rồi ag tính sao nhỉ Ủa tính AG dễ quá AG thôi làm trọng tâm cho rồi Đúng nhờ AG Tính AG đầu tiên mình tính AM trước đi Đúng không à, Đi tính AM nhau luôn nha ừ. AG AG nó sẽ bằng 2 phần 3 AM Còn cách tính nào khác nữa không ta AG vector AG là nó bằng 2 phần 3 vector AM đồng ý không? Bây giờ tính AM thôi. AM là bằng nửa AM bằng nửa AB cộng AC. Thế do bằng 1/2/3 phần phần nhân cho 1/2 AB cộng cho vector AC đồng ý không nhỉ bây giờ bình phương lên ra AG đúng không AG bình phương là bằng thằng này triệt đi là 1 phần 3 là mới được đúng không bình phương là 1 phần 9 rồi thằng này nó sẽ ra là à, vector AB đúng không nhờ vector AB à, A, vector AB bình phương B bình phương AB bình phương cộng với 2 lần À, AB nhân với lại AC rồi lại đem cộng cho AC bình phương có hết rồi đúng ta có hết rồi nhỉ đúng ta AG bình phương là bằng AB bằng nhiêu đây AB bằng nhiêu đây AB là bằng 2 AC bằng 3 đấy có này rồi sướng quá đi làm thôi thế vô là xong AB AB là bằng 4 này cộng cho hai lần AB nhân AC hồi nãy tìm ra bao nhiêu đây AB nhân AC trừ 3 phần 2 ừ. Đấy, tới đây quá dễ rồi chắc chắn ai cũng làm được hết thề thề luôn nhân cho trừ 3 phần 2 à, rồi cộng cho AC bình phương AC là nhiêu AC là 9 đấy bấm máy ra gà liền ngập tức căn xuống luôn nhá Căn luôn sợ gì nữa 1 phần 9 Nhiều nữa 4 4-3 9 Đúng chưa Căn 10 phần 3 Ok không nhỉ Căn 10 phần 3 AG đấy sao <laughs> ngon lành chưa này coi lại đi coi lại xíu đi ở đây đúng không ta ở đây trên đây đấy coi lại xíu này à rồi tép ha Tép cô xe ha chiến cô xe nào Câu C xe lại câu cần phải nhớ <laughs> G a phải nhớ GA cộng nhân GB GB nhân GC GC nhân G a ok Đã coi biến đổi tí nha đây nha Mấy bên biến đổi thế này này đây mình biến đổi thế này đây anh nhân GB cộng với mình sẽ đưa về hàng thức à, đáng sao đưa về hàng thức GC nhân với là G, GA Hạng thức nha hạng thức hả bây giờ mình sẽ nhân hai vô để ra hai hàng, hàng thức đó Tại vì sao hoàn thức của mình phải là A, A, A bình cộng 2 AB đúng không? Đúng không? Cái này thiếu số 2 rồi. Cái này thiếu cái lượng cái lượng 2 AB bị thiếu số 2 cái này rồi cho nên nhân 2 vô à, nhân 2 phải chia 2 mới được. À, nhân 2 ở trong chia 2 ở ngoài 1/2. Đấy, bằng 1/2 đem nhân với 2 lần, 2 lần cục này. Đúng không? 2 lần nguyên cục đó đó. 2 lần GA. Chà, lâu quá. GB này cộng cho 2 lần tra nhân 2 nha. Nhân 2 thì hơi dở á, từ từ nha, từ từ nha, từ, từ nãy coi. RA G GB. RA G GB. Đừng đừng nhân 2 nhân -2 bây ơi. Nhân -2 sẽ hay hơn. Ở ngoài trừ uh, 1/2 ở trong sẽ là -2 đấy. Đấy, vậy đi nó sẽ hay hơn đấy. Trừ -2 lần G b nhân g c à, trừ 2 lần gc nhân g a ok bây giờ thêm bớt vô để nó ra hàng thức à, thêm bớt vô để ra hàng đẳng thức rồi chà yeah, ag vậy thì kiếm hả kiếm nhiều quá. đây, trừ một phần hai. ôi lại mẹ phải kiếm nhiều quá. bây giờ thêm ga bình này, gb bình này, thêm hai con ga bình, thêm hai con gb bình, hai con gc bình nữa, đúng rồi, thêm vô nhá à, hai lần a g bình phương cộng với hai lần b g bình phương cộng với hai lần hai lần c g bình phương đúng không? rồi ráp cái này xuống chắc là phải cái này này ráp thằng này xuống em vô là nhớ uh, bớt ra nha đấy bớt ra bớt ra này cộng cho ối lại mẹ rồi ơi, ơi nó hơi bị uh, cộng cho hai lần à trừ chứ nhỉ? trừ trừ hai lần ga ag bình phương trừ hai lần hai lần đủ ta hai lần đủ mà đúng rồi hai lần đủ mà ag hai lần bg bình phương trừ hai lần cg bình phương Đấy. ok rồi nhớ thêm vô bớt ra nhá nhỏ xuống tí ừ rồi What? G, ha? chưa hiểu à rồi ok à đó là một hướng đúng ừ đó là một hướng đó là một hướng ok đó là một hướng hướng đó đúng được làm vậy cũng được làm vậy cũng được hoàn toàn được hoàn toàn được nhưng mà vẫn phải tìm ag bg và cg nhỉ đúng không Bé mới tìm nhỉ uh -huh. không tìm không được nhỉ Ừ. Uh -huh. Rồi đây nè. Ừ. Uh -huh hai lần đó, đó, đúng rồi đấy chỗ này nguyên cục này là hàng thức ba cái hàng thức ba cái hàng thức à, a g a à, vector vector ga chứ à, vector ga đây thằng này là hai lần vector ag à, hai lần vector ag bình ráp với thằng này rồi cho thằng này nữa đấy nguyên cục này là hàng thức nè ba cái ba cái ba cái đó là, nè, đó là một cách đó anh nè đó một cách đó một cách khác thử thử làm cách đó ra được bao nhiêu ra được bao nhiêu đây hàm thức này vector uh, GA trừ cho vector uh, GB tất cả bình ý cộng cho y chang vector uh, g g g g b trừ cho vector g c tất cả bình cộng cho vector g a trừ cho vector g c tất cả bình mấy anh kia ghi lại thôi mấy anh kia có mình có thể rút hai ra cũng được rút trừ hai ra số trừ 2 là mình sẽ ra AG bình phương cộng cho BG bình phương Úi rồi cộng cho CG bình phương Đấy. <laughs> thì cái này nè đổi dấu đổi đầu nó sẽ ra AB đúng không quy tắc 3 điểm chỗ này sẽ ra AB chỗ này đổi dấu đổi đầu sẽ ra BC chỗ này đổi dấu đổi đầu nó sẽ ra AC Đấy cho nhà, à, vậy nó sẽ ra hai đây trừ một đây, à, nó sẽ ra cái gì đây? AB bình này một cái cộng với lại AC bình này hai cái cộng với lại BC bình ba cái rồi. đằng sau AG bình cộng BG bình cộng CG bình ối rồi ơi AG bình Rồi AG AG bình BG B, CG ờ à. à, hai lần ờ à ờ à, à, ừ ừ AG à, bình hai lần hai lần này là bốn lần bốn lần đẩy qua đẩy lại ừ, rồi. ok như vậy là mới được à, như vậy đây đây làm test về hai lần đây ai g bình cộng cho xe g bình đây rồi mình có này mới đứa. như hồi nãy cô uh, cô ngân nói cô ngân nói là cái gì đây mình có này vector à, AG cộng vector BG cộng với vector CG là bằng vector 0 khi bình phương hai vế lên thì bên phải này bằng 0 Đúng không? bên phải bằng 0 chỗ này ra à, hàm hàng, hàng thức Ủa rồi nó ra hàm thức 3 số nó ra hàm thức 3 số cái này sẽ ra hàm thức nè vậy cái này nó sẽ ra là ag bình phương cộng với bg bình phương cộng với cg bình phương cộng với hai lần hai uh, lần ag ui ag hả? Chà đừng đừng lấy ag vậy làm cộng hai lần ag dở quá. Để đổi này về ga đi làm cho nó dễ. À, ga làm sướng hơn. GA, GB GC làm sẽ sướng hơn Đúng không? Tại vì sao? Nè, 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 đến nè đơn giản nè GA, GB, GC đó không? Đấy, làm sẽ sướng hơn Cộng cho hai lần Vector GA Nhân vector GB Đấy Cộng hai lần Vector uh, GB Nhân với vector GC Đấy rồi cộng cho hai uh, lần vector uh, vector g năm uh, g a nhân với vector g b ui g gb Đấy Bằng không Đấy Vậy là mình sẽ đi nào Đây này đây ag đấy 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 Cái này cái này nó Nó y y chang này luôn ai không À Đẩy cái này qua bên phải à, Đẩy cái đống này qua bên phải Thì mình sẽ được Được cái này đây, Cái này là dấu trừ nè Đúng chưa Trừ Đúng không Cái đống này Chỗ này là dấu trừ này, Đó à, Chỗ này là dấu trừ này, Đồng ý chưa Đấy Bằng Ok không à, Thế cái cục này Lên trên đây <laughs> Được chưa Đấy, thế lên nha thế lên nha. Thế lên mình sẽ có cái gì mà nữa Thế lên mình sẽ có cái này nè. Cái đề là cái này. À cái này cái đề ví dụ như cái này bằng 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 một cái lượng M đi ha. Hồng P đi. P P nó bằng à, lượng P nó bằng cái này đi. À thì tính P đúng không? Đề cần tính P. Đây, thế lên. Thì con P của mình á nó sẽ bằng bằng cái đống này. Đây, thế 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 lên đây nhá. Đây, trừ 1 phần 2 Chắc có chỗ này mình thế và luôn nhá đúng nhậu và khoan đây Chỗ này nó có cái uh, ngoặc vuông nhá. Trời mém nó là toan rồi nó có ngoặc vuông chứ nhá. Yeah. Có ngoặc vuông ở đây Chà. Yeah. Ừ, rồi, ok Trời rồi à, Nhân trừ 1 phần 2 vô chỗ này AB bình cộng AC bình cộng BC bình tính luôn 4 này à, 4 này 9 này với lại bao nhiêu ta 16 à, này bình à, này là 25 25 với 4 là 29 đúng không 29 chỗ này được 29 nhá chỗ này được 29 này Đấy. đồng ý chưa 29 này à, trừ cho trừ cho 2 trừ 2 lần nguyên đống này à, vậy nghĩa là mình sẽ nhân trừ 2 vào đây luôn đồng ý không nhân trừ 2 vào đây thì chỗ này sẽ ra cộng 4 này cộng 4 này cộng 4 này Đồng ý không rút thẳng cộng 4 ra luôn rút thẳng cộng 4 ra ấy rút thẳng cộng 4 ra thì nó sẽ ra trong ngoặc là cái gì nó ra trong ngoặc là cái gì nó ra trong ngoặc chính là GA nhân GB cộng GB nhân GC cộng cho GA nhân GB đồng ý không à, mà cái đống đó nó bằng con P 4P <laughs> ok chưa? Yeah. Ok chưa? Yeah. Ok chưa? Yeah. À, bây giờ đơn giản giải phương trình tìm t. Nhân -1/2 vô. T À vậy là -21/2 đúng không nhỉ? Trừ cho 2 p Đấy, khỏe chưa? Vậy tự nhiên t nó sẽ bằng chuyển trừ 2 này qua bên đây được 3p chia 3 qua Ôi giời ơi máy tính máy tiết gì trừ 29 phần 6 xong rồi Ok không bài, bài này mình, mình cần phải coi lại bài này cần phải coi lại cái này ghi ta có đi à, cho nó cho nó có một cái cái thứ gì đó nó trình bày một tí đúng không Đấy. coi lại à lại này à. Hay chưa? Trừ 29/6. Đấy pha, và pha trước Vẫn được, vẫn được, vẫn được. Nói chung là cái 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 hướng cái hướng mà à, sao nhỉ? hướng biến đổi nó cũng tương tự nhau thôi. À, tất nhiên là làm này trước vẫn được thôi, nhưng mà hướng biến đổi nó vẫn tương tự nhau. Rồi hả? À, thậm chí là à, làm này trước Xong rồi mình tính AG, BG với CG cũng được luôn Cũng được luôn à, tính Tính AG bằng nhiêu thế xuống à, Tính BG bằng nhiêu thế xuống Tính CG bằng nhiêu thế xuống Cũng được luôn Đấy ok chưa Cũng được hoàn toàn được Hoàn toàn được Hoặc làm theo kiểu này cũng được Làm kiểu nào cũng được hết nữa đó à, Làm được kiểu nào cũng được hết Để lát nữa tao rành rành á à, Khoảng khoảng 90 giờ đêm á, tao rành rành tao tao, 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 ngồi tao tính thử kiểu kia coi tính AG BG với CG coi nó được hoàn à đúng rồi Ừ, đúng rồi, nó trừ 29 6, coi được thì trừ 29 6 không? Làm cách khác thì coi ra cái được cái đó có được không? Chứ làm cách này tao thấy có vẻ đúng là hơi hơi bị khủng khiếp. À, hơi mệt. Hơi mệt cái chỗ này. Hơi mệt cái chỗ này. thật hơi mệt thật Nhưng mà á BG để nghĩ rồi đề nghĩ ra đề nghĩ BG nếu mà tính AG với BG với CG ấy thì hồi nãy mình mới tính AG ở cái câu uh, câu B rồi. Đúng không? Đưa về AG luôn g BG, BG A AC BG BG đưa về AG với lại CG. Nếu bình phương lên thì nó sẽ ra cái ồ uh, oh ghê lắm. Đưa hết toàn bộ về AG không đưa hết à, a b g b nó chèn b vô thì ra a... à, cũng không được cũng vậy à có lẽ cũng vậy à nó cũng tương đương dài như vậy à? cũng dài tương đương như vậy à ừ đúng rồi tương đương dài vậy thôi ok rồi được chưa nha ừ rồi có ai có ai có câu hỏi gì không à tới giờ tới giờ ăn cơm mà nó đó. đói rồi đó đói lắm rồi đó có ai câu hỏi gì không bay à, ta tao nghĩ là bay cũng đói lắm rồi à dạ. Rồi ok Nếu như mình không có câu hỏi gì thì Mình tạm nghỉ nhá Lần sau mình sẽ làm tiếp Chào nhá, chào tất cả mọi đứa nha Hẹn thứ sáu Hẹn gặp lại thứ sáu